Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 10 tháng năm 2020, trung bình mỗi tháng Việt Nam có hơn 8.500 doanh nghiệp đóng cửa. Lào Cai phát huy lợi thế sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Hồng không hạt rụng quả hàng loạt ở Bắc Cạn. Chọn biển số theo sở thích có thể phát sinh nhiều bất cập. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 năm 2020 ước tính đạt 105,4%, tăng 3,6% so với tháng 9 năm 2020 và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 8,3%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1%, ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngành khai khoáng giảm mạnh 14,5%. Bên cạnh đó, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 năm 2020 là 6,1%. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng đạt 102,47%. Lạm phát cơ bản tháng 10 năm 2020 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước. 10 tháng đầu năm, trong khi cả nước có hơn 110.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thì có gần 86.000 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 10 tháng đầu năm, có 111.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.594 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,3 tỷ đồng. Cũng trong 10 tháng đầu năm, có 85.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi tháng có khoảng 8.600 doanh nghiệp đóng cửa. Giải ngân vốn đầu tư công là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm. Theo đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện tại đã đạt 68%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái hơn 10 điểm phần trăm. Thế nhưng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay sẽ phải chịu ảnh hưởng từ đợt mưa lũ lịch sử. Thông tin tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10, người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hiện đã đạt 68%, là thể hiện kết quả đáng khích lệ, là kết quả của một loạt các giải pháp chính sách của chính phủ thực hiện từ đầu năm. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm đang đối mặt với thách thức từ mưa lũ miền Trung làm ngưng trệ tiến độ nhiều công trình. Người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhấn mạnh, với sự cố gắng nỗ lực của cả chính phủ, hy vọng tỷ lệ giải ngân sẽ đạt cao của năm 2020. Với những lợi thế tiềm năng vốn có cùng sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã và đang tích cực sản xuất tiêu thụ sản phẩm OCOP, cải thiện đời sống cho người dân địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới. Là vùng đất có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của các cây dược liệu, đặc biệt là cây atiso. Những năm gần đây, đồng bào dân tộc thiểu số ở Sapa đã tận dụng những lợi thế vốn có, dần chuyển đổi giống cây trồng từ lúa nương sang những cây dược liệu có giá trị cao. Chỉ với 5.000 m2 trồng cây atiso, mỗi năm gia đình anh Má A Thảo thu về từ 70 đến 80 triệu đồng một năm. Cây atiso đã và đang giúp cho đời sống kinh tế của gia đình anh Thảo nói riêng và người dân Sapa nói chung được cải thiện và nâng cao một cách rõ rệt. Trồng cây atiso này nó hiệu quả cái nó hơn với lại trồng lúa. Trước đây thì bà con nhân dân thì cũng chưa biết cách trồng và cũng chưa được công ty Chavaco xuống để hướng dẫn để nâng cao cái hiệu quả kinh tế với bản làm, thì bà con nhân dân chỉ trồng một vụ lúa xong là bỏ đất bỏ hoang. Mà từ khi được công ty Chavaco là hướng dẫn về các cái yêu cầu kỹ thuật thì bà con nhân dân cũng đã biết áp dụng các quy học các kỹ thuật vào phát triển kinh tế như là trồng cây dược liệu atiso này. Để những sản phẩm từ cây dược liệu và những sản phẩm nông sản địa phương được quảng bá và biết đến rộng rãi, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đưa những sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn đến gần hơn với người tiêu dùng, phát huy thế mạnh của những địa phương có tiềm năng về du lịch như Sapa, Bắc Hà, Bát Sát, xây dựng nên những gian hàng nông sản an toàn, tìm đầu ra cho sản phẩm, tiếp cận với khách hàng trong nước và cả bạn bè quốc tế. Gian hàng này sản phẩm thì chủ yếu là của tất cả các đơn vị sản xuất trong tỉnh, được chứng nhận và dán tem truy xuất nguồn gốc của Chi cục Quản lý Chất lượng thuộc Sở Nông nghiệp. Và nguồn nhập hàng thì tất cả các cơ sở đều mang sản phẩm của mình lên tự trưng bày và tự niêm yết giá. Còn ở đây chúng tôi chỉ quản lý và giới thiệu đến người tiêu dùng và tìm đầu ra cho các sản phẩm.
Với tiềm năng, lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp, cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ của chính phủ, chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã và đang khai thác hiệu quả từng thế mạnh của các địa phương, từng bước đưa các sản phẩm OCOP đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Là với những cái vùng nguyên liệu đặc sản và với những cái định hướng như vậy, khi có những sự hỗ trợ của các tư vấn, đặc biệt là của địa phương, với ứng dụng công nghệ mới và đặc biệt là phát sinh những cái sản phẩm mới, thì hoàn toàn những cái sản phẩm đặc sản của chúng ta trước đây là chúng ta có thể đáp ứng được những xu hướng tiêu dùng mới. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đang góp phần thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu nông nghiệp Lào Cai theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo trên cơ sở nội lực của cộng đồng, đồng thời khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, góp phần hỗ trợ việc hình thành và phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững. Hồng không hạt là cây trồng chủ lực của tỉnh Bắc Cạn. Đây là loại nông sản đặc sản đã được cấp chỉ dẫn địa lý và là sản phẩm OCOP quan trọng của Bắc Cạn. Hiện nay đang trong vụ thu hoạch nhưng năng suất và sản lượng giảm mạnh so với mọi năm do quả hồng rụng hàng loạt. Huyện Ba Bể là thủ phủ trồng hồng không hạt lớn nhất của tỉnh Bắc Cạn. Vụ thu hoạch này, người dân thất thu vì quả hồng rụng đầy gốc. Toàn huyện có hơn 100 hecta hồng bị rụng quả. Cá biệt như tại xã Quảng Khê, có tới 70% diện tích không cho thu hoạch. Toàn tỉnh Bắc Cạn có hơn 700 hecta trồng cây hồng không hạt. Trong đó có gần 420 hecta đã cho thu hoạch, tập trung ở huyện Chợ Đồn và Ba Bể. Nhưng vụ thu hoạch năm nay, tỷ lệ quả rụng lên tới 40%. Nguyên nhân chính được xác định là do cây bị bệnh nấm thán thư và bệnh khô cảnh gây nên. Không chỉ mất mùa, thất thu, vụ thu hoạch năm nay, người trồng hồng tại Bắc Cạn còn lao đao vì giá bán cũng thấp hơn so với mọi năm. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Bộ luật mới với quy định về thời giờ làm việc thay đổi đáng kể so với Bộ Luật Lao động 2012 mà người lao động cần quan tâm. Theo Bộ Luật Lao động 2019 thì số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không được điều chỉnh quá 40 giờ trong một tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ mà không bị giới hạn. Tuy nhiên, người lao động có thể từ chối nếu ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe. Người sử dụng lao động đồng thời cũng phải thông báo tới người lao động về thời gian làm việc. Cũng theo Bộ Luật Lao động 2019, người lao động làm thêm không quá 300 giờ một năm. Các trường hợp mới gồm sản xuất, gia công sản phẩm điện tử, chế biến riêng nghiệp, công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, trường hợp khác do chính phủ quy định. Thêm 4 công việc được quy định thời giờ làm việc thêm bao gồm tin học, công nghệ tin học, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, thiết kế công nghiệp, các công việc có tính chất đặc biệt khác do chính phủ quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 40 về tiêu chuẩn chức danh đối với giảng viên đại học. Trong đó, giảng viên phải có bằng thạc sĩ trở lên. Ngoài ra, đối với tiêu chuẩn của giảng viên chính, quy định tiêu chuẩn về chuyên môn phải chủ trì biên soạn ít nhất một sách phục vụ đào tạo được đưa vào sử dụng. Đây là căn cứ để các trường thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, xếp lương và quản lý viên chức giảng dạy trong các trường đại học công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm nay. Từ ngày 1 tháng 11, thông tư 32 về điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học có hiệu lực. Các trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn lúng túng trong việc đưa ra các biện pháp quản lý hiệu quả. Tại trường trung học phổ thông Trương Vương, phụ huynh học sinh đóng góp kinh phí xã hội hóa, trang bị mạng Internet tại một số phòng học. Trước đây, tất cả đều được đặt mật khẩu và chỉ có giáo viên được quyền sử dụng để phục vụ việc giảng dạy. Từ khi thông tư 32 cho phép học sinh sử dụng điện thoại có hiệu lực, mạng Internet được chia sẻ đến cả học sinh. Việc sử dụng điện thoại của các em là để giúp các em tìm tòi kiến thức. Ngoài cái thời gian cần thiết thì chúng tôi có thể tắt mạng Wi-Fi. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một số cái biện pháp nữa. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có văn bản hướng dẫn quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại di động. Bởi vậy, các nhà trường vẫn rất lúng túng. Mỗi giáo viên, mỗi nhà trường lại có những cách quản lý riêng. Các biện pháp đưa ra chỉ mang tính tạm thời và chưa thực sự hiệu quả. Để nói về một cái biện pháp mà hữu hiệu nhất thì chắc là khó. Cái này tôi nghĩ rằng là trước hết phải làm tác tư tưởng, công tác tuyên truyền với các bạn học sinh để các bạn ý tự giác. Đấy là điều quan trọng nhất. Thế còn tất nhiên là những cái trường hợp mà các bạn ấy vi phạm thì nhà trường cũng có những cái biện pháp xử lý khá là nặng để các bạn ấy hiểu rằng việc sử dụng điện thoại trong giờ học, trong lớp học chỉ có
thể vì một mục đích duy nhất để khai thác cái tài liệu cho việc học tập. Lợi ích của việc sử dụng điện thoại di động mạng Internet trong hỗ trợ học tập là điều không thể phủ nhận, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán khó giải trong công tác quản lý, không để học sinh lạm dụng, sử dụng vào các mục đích không lành mạnh. Thông tư 32 có hiệu lực chưa lâu, trong quá trình áp dụng có thể sẽ phát sinh nhiều bất cập. Đây cũng là cơ hội để các nhà trường nghiên cứu đưa ra biện pháp quản lý phù hợp và hiệu quả. Sơn La là tỉnh miền núi có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, vì vậy các trường học thường phải đóng ở các bản làng vùng cao, vùng khó khăn. Do điều kiện như vậy, các giáo viên nữ công tác ở đây thường gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Nhưng không vì thế mà khiến họ chùn bước, hàng ngày các cô giáo vẫn bám bản, bám trường để gieo chữ cho học sinh. Đều đặn vào 4 giờ sáng thứ hai hàng tuần, cô giáo Lò Thị Nga công tác tại điểm trường tiểu học Hội Vá lại cùng đồng nghiệp vượt hơn 50 km từ nhà để đến trường. Điểm trường Hủy Pá được biết đến là điểm trường khó khăn nhất ở xã Mường Lạn. Con đường từ trung tâm xã đến điểm trường dài khoảng 20 km, nhưng là đường đất quanh co với nhiều con dốc cao. Vào mùa khô, việc đi lại của các cô giáo tương đối thuận lợi. Nhưng vào những ngày mưa thì để vượt qua con đường này thực sự là một cuộc chiến của những nữ giáo viên ở đây. Đường thì toàn là đường đất, còn những chỗ không đường đất thì lại là đường sỏi đá, gồ ghề, đi rất là khó. Điểm trường tiểu học Hủy Pá hiện có 3 giáo viên, trong đó có 2 giáo viên nữ phải ở lại trường đến cuối tuần mới được trở về nhà. Căn phòng nhỏ chưa đầy 20 mét vuông mượn của điểm trường mầm non bên cạnh là nơi ở cũng như là để làm việc của hai cô. Cái khó khăn của chúng tôi đó là về thực phẩm. Thực phẩm thì xa chợ này, chúng tôi phải mỗi lần về nhà thì phải mang những cái đồ ăn ở nhà lên, hoặc là mua trứng hay mua cá khô gì đấy lên để dự trữ. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mường Lạn đóng ở địa bàn vùng biên còn nhiều khó khăn, cách trung tâm huyện 30 km với 11 điểm trường. Trường có 74 giáo viên, trong đó giáo viên nữ chiếm hơn một nửa với gần 40 người. Điều kiện học tập cũng như giảng dạy của học sinh và giáo viên tại nhiều điểm trường ở đây còn rất thiếu thốn. Không những thế, do các em ở bán trú tại trường nên các cô phải thay cha mẹ chăm sóc các em. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê mới đây cho biết khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 ước tính tăng 7,6% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn giảm 99,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 10 tháng của năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt hơn 3,8 triệu lượt người, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước. Hiện toàn ngành du lịch đang nỗ lực tích cực thực hiện các biện pháp kích cầu nhằm vực dậy du lịch nước nhà sau cú đấm bồi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng cục Du lịch mới đây cũng cho ra mắt ứng dụng Du lịch Việt Nam An toàn trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội, điện thoại thông minh. Ứng dụng là sản phẩm quan trọng nhằm góp phần triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm. Thời gian qua, với chức năng nhiệm vụ được giao, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cùng với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban công tác Mặt trận khu dân cư Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên đã tích cực phối hợp với các chi hội đoàn thể ở khu dân cư, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân ở khu dân cư, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh. Phong trào thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng ngành nghề, dịch vụ cũng được đẩy mạnh. Mỗi thành viên của chúng tôi trong ban công tác mặt trận đều có cái ý thức và trách nhiệm rất là cao. Đấy, chính vì có cái trách nhiệm rất cao đó thì chúng tôi cũng rất là vinh dự và phấn khởi là mang hết cái tinh thần trách nhiệm mình để mình đã là làm tròn trách nhiệm và tuyên truyền đến nhân dân khu phố mà mới mang được cái hiệu quả cho ngày này.
Trên tinh thần tự nguyện, từ năm 2013 đến nay, 6 cựu chiến binh của Tổ tự quản an toàn giao thông, Hội cựu chiến binh xã Nguyên Hòa, huyện Phục Cừ thường xuyên phân luồng giao thông, nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường để đảm bảo an ninh và nề nếp hoạt động của chợ, bến xe La Tiến và khu vực di tích lịch sử Cây Đa và Đền La Tiến. Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Phục Cừ vận động người dân hiến trên 58.000m2 đất ở, phá rỡ trên 2.000m tường bao và công trình phụ trợ để làm đường giao thông và đóng góp trên 300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện Phục Cừ rất là tích cực tham gia vận động nhân dân, tham gia hiến đất này để làm đường giao thông nông thôn, rồi tuyên truyền vận động nhân dân là chấp hành tốt các quy định của địa phương, giám sát phản biện xã hội trong các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, góp sức tạo lên những cái thành công cũng như thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sự tham gia tích cực, thiết thực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần tạo sự tin tưởng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân vào chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh nhân dân trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận ở từng địa phương và của tỉnh. Từ ngày 15 tháng 11 tới, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ được áp dụng theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi uống rượu bia tại địa điểm không uống rượu bia theo quy định của pháp luật, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với các hành vi uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập, ép buộc người khác uống rượu bia. Đấu giá biển số xe là một trong những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì biên soạn. Theo dự thảo, biển số có thể bao gồm cả chữ và số. Nếu hai người cùng chọn biển giống nhau thì sẽ đấu giá. Dự thảo này đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân. Vậy việc chọn biển số theo sở thích này liệu có những thuận lợi và khó khăn gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Theo dự thảo mới của Bộ Công an, việc chọn biển số xe theo sở thích sẽ giúp cho các tài xế có thể tránh khỏi được những tình huống dở khóc, dở cười như khi không may bấm phải những con số mà mình kiêng kỵ như 49, 53 hay 78 như thế này. Ngay khi công bố dự thảo, nhiều người đã bày tỏ quan điểm đồng ý với quy định này của Bộ Công an. Được chọn theo sở thích thì cũng tốt, nhưng ví dụ lấy mình mua được cái xe mình muốn chọn theo ngày tháng năm sinh chẳng hạn cũng hay. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại việc thay đổi này sẽ khiến người dân thêm phiền hà khi tiến hành thực hiện thủ tục cấp biển số xe. Theo Bộ Công an, hiện nay người tham gia các cuộc đấu giá đều mất một khoản phí ban đầu. Nhưng với hình thức đấu giá biển số xe, người dân sẽ không phải mất khoản phí này. Và khi chung đấu giá biển số, chủ nhân có thể toàn quyền quyết định sở hữu biển số cho đến hết đời thay vì biển số chỉ đi theo xe như hiện nay. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Công an lấy thêm ý kiến người dân. Còn về kế hoạch tổ chức đấu giá thì thứ nhất thì chúng tôi sẽ lựa chọn các cái số mà theo một là ứng yêu cầu nguyện vọng người dân. Cái thứ hai là sẽ thực hiện dự thảo là đề nghị cái hình thức đấu giá là trực tuyến, đảm bảo sự công khai minh bạch. Đánh giá về đề xuất đấu giá biển số xe, nhiều chuyên gia cùng chung nhận định đây là cách làm tiên tiến và có tính khả thi. Tuy nhiên, nếu không có quy định chặt chẽ về việc quản lý biển sau đấu giá, có thể sẽ khiến cơ quan quản lý phát sinh nhiều khó khăn, bất cập. Cái biển số xe nó là tài sản mà chúng ta được bán đấu giá thì nó gắn liền có mấy cái quyền, quyền sở hữu, quyền định đoạt thì người ta có quyền mua, bán, cho, tặng. Thế thì như thế nào? Thế thì việc quản lý nó ra làm sao? Quản lý này là cơ quan chức năng phải làm rất rõ, nếu không nó sẽ gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Trước đây Bộ Công an cũng đề xuất đấu giá biển số xe nhưng chưa thể thực hiện do vi phạm quy định luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 và luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định cấm mua bán biển số xe. Do đó, để có thể thực hiện việc đấu giá biển số xe, dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã sửa đổi quy định này theo hướng chỉ cấm mua bán trái phép biển số xe. Trường hợp mua biển số thông qua đấu giá là hợp pháp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.